Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Bản tin của chúng tôi sẽ mở đầu bằng phần dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây kết hợp với hội tụ gió trên cao. Thời tiết các khu vực trong tỉnh chưa có thay đổi nhiều so với ngày hôm nay nên nhiệt độ cũng chưa tăng lên đáng kể. Trong đất liền, cả ba khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long đều có tiết trời phổ biến là nhiều mây, gần sáng và sáng có lúc có mưa rào và rông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ giao động từ 27 cho đến 32 độ, trời nóng nhưng không quá gai gắt. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng tương tự như trong đất liền. Mưa rào và rông có thể xuất hiện vào buổi sáng nhưng đến trưa chiều trời giảm mây hưởng nắng. Nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 27 đến 31 độ. Gió nam cấp 4 cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 3 cấp 4, tầm nhìn xa 10 km, giảm xuống từ 4 đến 6 km trong mưa. Tàu thuyền lưu thông cần chú ý để đảm bảo an toàn. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tiếp nối bản tin mời quý vị và các bạn đến với tình hình thời tiết các vùng miền trong cả nước đêm nay và ngày mai. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa rông, người dân cần đề phòng với các hiện tượng lốc xét mưa đá và cả gió giật mạnh nguy hiểm. Ngày mai Bắc Bộ vẫn có nắng, trời khá oi bức tại các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 33 cho đến 35 độ. Thời tiết thay đổi lúc mưa, lúc nắng nên quý vị cần lưu tâm bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Với khu vực Trung Bộ trong ngày mai, tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, số điểm nắng nóng tăng dần với nhiệt độ giao động trong khoảng từ 33 cho đến 36 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây có thể trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến giao động từ 50 đến 60%, nên càng tăng thêm cảm giác khô nóng vào ban trưa. Còn với các tỉnh còn lại của miền Trung, vào ban ngày trời có nắng nhưng không quá gai gắt, với nhiệt độ ban trưa khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Đến chiều tối tại một vài nơi có thể xuất hiện mưa rải rác, phần nào giảm bớt không khí nóng bức. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục có mưa rải rác vào chiều tối. Lưu ý tại một số tỉnh thuộc ven biển Nam Bộ, trong mưa rông cần đề phòng gió giật mạnh và úng ngập ở vùng trũng thấp. Vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 31 cho đến 34 độ ở Nam Bộ và từ 29 cho đến 32 độ ở Tây Nguyên. Về tình hình thời tiết biển, thông tin đáng chú ý là tại khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Nam cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6 gây biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có mưa rào và rông vài nơi. Gió có hướng Nam đến Đông Nam, phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5 vùng biển giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trời tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa.